Phong thích nên nên luôn như này, sao phải đến 12 giờ? Mẹ ông qua hẹn nhau rồi đấy, hôm nay mà mày ấy nữa thì thôi chắc loại Tôi nhá luôn. anh ơi này. Khánh Như Ca, cảm ơn anh Sơn Sói đã cho Khánh 5 triệu. Cảm ơn anh Hoa Vinh cho 1 triệu nhưng Khánh không lấy. Cảm ơn anh Huấn Hoa Hồng cho 23 triệu. Cảm ơn anh Luân Diễn Châu cho 20 triệu. Cảm ơn Tiến Điệp cho 15 triệu nhưng mà nhập qua game thì Khánh đánh thua còn có 10 triệu 800 này, rút ra thì còn 10 triệu 800. Thằng cảm ơn thằng Tiến Điệp Hải Phòng. Con trai của Khánh. Cảm ơn ai nhỉ? Cảm ơn anh Phương Bê Tông cho 2 triệu, anh Du Tiên cho 2 triệu, Tùng Dương em của anh Khá Bảnh cho 1 triệu, Long Vũ Quốc cho 2 triệu. Đấy, ngon ngót 100 triệu đấy nhưng mà chứa bệnh cũng hết anh ạ. À, anh Nhưng chưa em này, thấy thấy hôm thấy nay cặp hơi hơi dày đấy nhờ. hôm nay có 43 triệu thôi. Nhưng mà bây giờ như này, anh Kenbin thì dạo này bán nhạc có đông khách không anh? Ý là như nào, ý là nói luôn, ý là Thì em đang bị anh bệnh ngày mà anh, ý là em đang bị bệnh à, anh có thể cho em 1-2 triệu được không, đúng không? không nói cho thì nghe nó hơi ối được, ôi ối già ối rè, mà bây giờ phải là viện trợ công an lại cấp lương thực. Ok, đơn giản. Không anh có nào được không anh, với anh bán nhạc Tiến Biệp nó bảo là anh bán cho nó con nhạc 752 triệu à, thế anh cưa cho em một tí. Anh chưa bán bản nào đến 300 triệu cả. Anh bán bản cao nhất của anh là 185 triệu. Thế sao à, Tiến Biệp nó bảo là nó có cái con nhạc 752 triệu anh ạ, em cũng Anh đời em chưa cũng chưa bao giờ nghe vào bao đấy. giờ được nghe bản 700 triệu ấy như thế nào, không biết là như, có như thế Nếu nào. mà cái nhạc quả nhạc này thì mới nó mới đáng là 1 tỷ này. Anh nghe con này em đánh Đâu luôn, mày con này tự tay mày em đánh mở thế luôn. nào, mày mở thế nào, 1 tỷ đi Bù con mẹ đi mẹ mày nhà con béo nhà 1 tỷ, mày 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 mở thế nào, mẹ lại bốc phép cho đi. Mày con đéo này thì phải ai người rồi cũng phải nghe, nghe thôi, con này thì rồi đương nhiên ai bọn rồi phải anh nghe đéo phải thôi. bốc phép chứ mày. Nhạc này 1 tỷ nhưng mà người khác tặng chứ mày ấy. Không có nhạc đéo là 1 tỷ cả em ạ. Anh biết cái gì mà nói, ai giờ chả phải nghe nhạc này. Không, nhạc của Khánh phải 1 tỷ 2 chứ, 1 tỷ nó bình thường. Đây này, Anh tin Khánh, mày mở ok lên chưa? thế nào? Đấy, nghe chưa? Ok, nghe đi. Ừ, Chẳng nghe thì được gì mẹ đâu. nát rồi. Đi chưa thấy mẹ gì nhỉ? nhạc nhạc nghe Nhạc trên một mạng tí mà thì lãng thôi thôi đi Khánh ạ. À, đi mẹ nhạc nghe mà mất thôi mạng thế thì thôi thôi nhạc. luôn đi cạnh luôn. Uy tín nhá. Uy tín, uy tín, uy tín, được. Nhạc đám ma.